Ra đây đi anh Phú. Tôi quen giám đốc tiệm ăn mà, tôi kêu họ tuyển anh luôn nha. Chịu không? Nè, anh Phú à. Mỹ, anh Sướng. Đã chơi hả? Sao không mở đèn vậy? Nè, khoan đã. Phú không cho em mở đèn. Phú không cho em mở đèn? Phú đâu? Nè Phú, sao lại trùm mền? Nè Phú, xảy ra chuyện gì vậy? Nè Phú, nói cho anh biết đi, xảy ra chuyện gì? Anh Sướng à, hả? Cả lớp dealer của tụi em bị đuổi hết rồi. Hả? Sao lại như vậy? Tại thầy phát hiện có người gian lận, nhưng lại không bắt được ai. Vì uy tín nên đã đuổi hết lớp tụi em. Hả? Làm gì cũng được sao? Nè Phú, dậy đi dậy đi. Anh tin em không có gian lận, em rất quý công việc này, sao lại gian lận được chứ? Dậy đi. Anh đưa em đi tìm anh Sơn, nói cho rõ. Dậy đi, nhanh lên đi. Anh Sướng, vô ích thôi. Sao vậy? Chưa dù anh biết là ai thì sao chứ? Em không thể nói vậy. Anh không thể để Phú chịu oan uổng mà còn bị đuổi việc nữa. Em nói vậy là em biết ai làm hả? Anh Duy đúng là văn giỏi song toàn. Không những là thú tài công trình điện tử mà chơi bi da cũng rất giỏi, một cơ sạch hết. Nè anh Duy, bây giờ chúng ta bị đuổi hết, sau này theo anh ra làm ăn đó. Nè anh, nè cậu Duy, người này như quyết đòi vào, nói là muốn gặp cậu đó. Cậu có phải Tử Duy không? Anh là ai vậy? Trương Lai xem Phú, tại phimmedia.tv là bạn của tôi, để ủng hộ team làm sớm hơn. Tôi có chuyện hả? Tôi hỏi cậu, có phải cậu gian lận trong kỳ thi dealer, cậu hại cả lớp bị đuổi hết phải không? Anh nghĩ anh là ba của tôi hay là thầy của tôi vậy? Nè, cậu nói anh rõ thì đừng hòng đi. Nè, cậu có phải đàn ông không? Dám làm mà không dám nhận. Tôi có nói không nhận sao? Chẳng qua gỡ sòng bạc không dám hỏi tôi. Với lại mấy người này không dám nói, cho nên họ không điều tra được. Gian lận không bắt được không phải là gian lận đâu, giống như chơi bài biểu vậy thôi. Nè, tôi cho cậu biết, cậu mau đi tìm ông Kiều nói cho rõ. Nói cho ông biết không liên quan đến thằng Phú. Đi mau đi. Nè, nè. Đủ rồi nha. Chính vì cậu mà thằng Phú mất việc làm đó. Nè, với tư chất của nó có đậu hay không cũng là một vấn đề đó. Nè, bây giờ tốt rồi, để nó sớm bỏ ý định đi tìm việc làm khác đi. Làm đi lên có gì tốt? Nè, anh Duy có sao không? Cậu bảo vệ đi. Tôi đi gọi bảo vệ. Tôi đã đến tìm cậu thì lần trước sẽ bị bắt. Cậu có biết khó khăn lắm thằng Phú mới có thể từ trong lỗ chui ra, học cách hòa nhập với xã hội không? Nó không may mắn như cậu, mới ra đời thì được giàu có. Thằng Phú thật sự nó rất thích công việc này. Chính vì tên phá phủ như cậu làm hỏng chuyện của nó. Cậu Duy, cậu có sao không? Có cần báo cảnh sát không? Bỏ đi. Nè, mời ra ngoài. Tôi tự biết đi rồi. Tôi quên nói cho cậu biết, bây giờ tôi là giám đốc phòng điều khiển Onisat. Nếu cậu không hài lòng về tôi, có thể kêu ba cậu đuổi tôi. Với lại, tôi cảm ơn cậu trước đây kêu người nhốt tôi ở sau thùng xe. Nếu không nhờ cậu, tôi không có ngày hôm nay rồi. Tôi chưa tính với cậu đó. Bà đặt vé máy bay rồi, hai ngày nữa đưa con về Mỹ. Con sẽ không đi đâu. Bây giờ con muốn sao? Bị sòng bạc liệt vào danh sách đen, còn làm lớp dealer đổi nhóm người khác. Con muốn gây ra bao nhiêu chuyện nữa? Con chỉ muốn là cả lớp dealer được ở lại mà thôi. Con nói sao? Là con đề nghị gian lận đó. Tất cả tài liệu đều do con cho họ, người nào làm người đó chịu, không liên quan tới họ. Không thể nào. Không phải con muốn bà cho con cơ hội đâu. Con chỉ muốn bà cho các bạn cơ hội thôi. Tại sao bà phải làm vậy? Con ở lại đây, sau này sẽ quản lý tốt vì làm ăn sòng bạc. Con hứa đó. Hay lắm ông chủ. Cái lỗ này ông phát banh rơi vào khu cỏ dài. Tôi nghĩ phen này tôi thắng cái chắc. Chỉ là trò chơi thôi, thắng thua không quan trọng. Có lúc cậu là người làm việc quá nghiêm chỉnh, chỉ khiến bản thân mình không được vui thôi. Chuyện các học viên gian lận, tôi muốn cho họ một cơ hội thi lại. Ông chủ, ông cũng biết làm nghề sòng bạc chúng ta quan trọng là uy tín. Cái gì cơ bản này họ cũng không có, cho nên thực sự cũng đáng để giữ lại. Tôi biết, nhưng cậu cũng nên biết tôi lên tiếng là vì con tôi. Ông chủ, tôi chỉ làm đúng quy tắc thôi. Nó đã đồng ý sửa đổi, còn chuyện đó giúp cho các học viên khác. Tôi nghĩ có nhiều chuyện qua được thì cho qua đi. Vì sau này tôi sẽ rất khó xử. Cậu có tài năng mà, có ai mà không phục cậu. Nếu cậu thật sự phải nói quy tắc với tôi, vậy sổ sách ở đổ trường sẽ khó ăn nói. Cậu làm nhiều năm nay chưa từng có như vậy. Tôi nghĩ cậu phải tốn tinh thần để dàn xếp cho tốt chuyện này. Nếu không tôi khó ăn nói với ban quản trị lắm. Cậu hiểu ý tôi chứ?
Vậy được, tôi biết rồi. Cậu hiểu thì tốt rồi. Chuyện các học viên thi lại quyết định gì đi. Nè Phú, uống nước cho đỡ khát đi ha. Cảm ơn. Ba yên tâm đi, lần này con nhất định sẽ thi đậu. Ba tin con ba đi. Ba tin con, dù ba không tin con, ba cũng tin Phú. Không có Phú, cô đâu có xiềng tới như vậy chứ. À, Phú à, sau này con của chú trông giờ con hết nha. Ha. Ba, đây là chuyện thi cử, chứ không phải là gả con gái đâu. Nếu gả con vậy càng tốt ha. Ba. Ba không phiền tụi con, tự nhiên ha. Nè, hai đứa cũng mệt rồi. Ăn chén chè đi. Má à, mới uống nước dừa mà. Trời, con không ăn nhưng mà Phú nó ăn mà. Phú này càng nhìn càng thấy hợp nhãn nha. Càng nhìn càng thấy nó ngoan quá chứ. Ăn chè đi, ăn chè đi. Chơi với anh hả? Chơi với em đi. Nè, 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 mấy đứa ngoan đi, phải học bài. Nè, mấy đứa ngoan đi, tụi em đi chơi đi nha. Nè, ngoan đi. Mấy đứa nhỏ rất thích thằng Phú đó. Chơi với em đi. Không có chọn làm người. Đúng là sau này anh yên tâm rồi. Phải đó. Trời ơi, mệt mấy em ghê vậy. Nè, mấy đứa ngoan ra ngoài chơi nha. Nè, ra ngoài đi chơi đi. Nè, chúng ta ra ngoài đi. Đi thôi, chúng ta ra ngoài học bài. Xin lỗi nha, người nhà em ồn ào lắm. Như vậy trong nhà mới náo nhiệt. Thật ra, mình nghĩ người ta tốt, người ta nghĩ mình tốt thôi. Nhưng hỏi thật nha, có thật là anh quên hết người nhà của anh không? Quên hết rồi. Chỉ nhớ bộ bài phong cầm. Bộ bài phong cầm dáng rất đẹp. Chắc là người nhà của anh thương anh lắm. Nếu có thể tìm được họ thì tốt biết mấy. Không biết ở đâu, cũng không biết là người nào, sao mà tìm. Trí nhớ của anh rất tốt, thế nào cũng tìm được. Còn hơn là em. Thật ra Mỹ chưa tìm được cách thôi mà. Thôi bỏ đi, trừ khi Bách Gia Lạc không thu tiền sâu nữa. A for apple, B for boy, C for cat. Trời, nếu em có thể làm lại cho con thì hay biết mấy. Học ABCD thì dễ hơn nhiều. Mỹ à Mỹ, hay là vậy, Mỹ đem các số đổi thành chữ cái tiếng Anh. Anh nói gì vậy? Giống như mấy đứa em của Mỹ đó, biến mấy con số thành hình đi. Nè, một là xúc xích, hai là dịch, ba là lỗ tai, bốn là nĩa. Còn năm, năm tức là em rồi, vì thân hình của em như chữ S vậy. Còn tám là bra. Sáu là cái móc, bảy là chuối, chín là chân, không là quả trứng. Vậy tức là sao hả? 300 tức là 285, cũng tức là dịch ba bra Mỹ. 900 tức là bra Mỹ Mỹ. 500 tức là Mỹ chuối Mỹ. Cộng 1.200. Xúc xích nĩa trứng. Sao sớm vậy? Hồi hộp lắm phải không? Thầy có kết quả rồi phải không? Tự coi đi. Có tên của em. Có tên của em rồi. Hãy cố gắng đi. Lần này cũng nhờ anh Duy nói với cấp trên nên mới được thi lại. Anh muốn em đền ơn anh thế nào đây? Mọi người biết. Cảm ơn thì cảm ơn anh Bạc Mèo đó đi. Nếu bạn của anh tên tệ gì đó không tới năn nỉ tôi đã không làm như vậy. Tôi không được làm đi lơ là chuyện nhỏ, nhưng mất công là người ta mất đi lý tưởng cuộc đời. Anh Duy tốt quá. Chúng ta đi ăn mừng đi. Anh Duy, ăn mừng đi. Trời ơi, nè, sao cô quá đáng quá vậy? Tranh không lại thì dùng thủ đoạn bỉ ổi. Anh nhớ mặt cổ nha, là kẻ xấu đó. Bỉ không sao chứ? Không sao, em không thể dễ dàng để họ đánh gục. Còn anh đó thì khác nha, chuyện lần này là thật đó. Anh sướng giúp anh như vậy, anh có cảm động không? Cảm động gì chứ? Trước đây thì ở cùng một nhà, bây giờ là bạn thôi. Nhưng mà anh đã giúp anh định ơn ảnh bằng cách nào? Hay là đơn giản một chút, hiến thân mình đi. Thôi đừng có giỡn mà.
Không phải giỡn đâu. Anh sướng đánh cậu chủ giùm anh, không phải giỡn đâu. Đừng nói lung tung. Nếu như anh không thích anh, không lẽ là bà con với anh? Tóm lại cái gì cũng không phải. Tóm lại anh sợ đó là sự thật nên nói không phải. Suốt ngày gặp mặt nhau, tự anh hiểu rõ đi. Xem tại phimmedia.tv. Đồ của tôi ha, tôi bấm lại đó nha. Tôi sớm Phú về rồi kìa. Ê, Phú. Chúc mừng. Cuối cùng em đã thi đậu rồi, em giỏi lắm. Nè, tối nay chúng ta cùng ra ngoài ăn cơm. Chúc mừng. Anh Đãi có chịu không? Hả? Tôi khỏi. Sao vậy? Sao nó khỏi cái gì chứ? Em có biết anh sướng của em á, biết em thi đậu, còn mừng hơn á là trúng số độc đắc nữa. Cùng đi ăn cơm cho vui đi. À, phải đó, đi đi em, đi đi. Tôi khỏi. Anh vừa ra mặt giùm em, vừa đãi em ăn cơm, thực tình là khỏi đi. Hả? Em biết rồi hả? Trời, sao lại nói ra nghiêm trọng như vậy? Anh chỉ nói câu công bằng thôi mà. Nhìn hai anh em kìa, người thì cúi mặt, người thì đứng gãi đầu, thấy phục luôn đó. Vậy đi ha. Nếu muốn cảm ơn thì ăn bữa cơm được rồi. Phải đó, ăn cơm. Chúng ta đi ăn cơm, đi thôi. Vừa đi vừa nghỉ rồi đến đâu ăn. Anh có mời hay không vậy? Còn sớm lắm mà, đi ăn cơm, chúng ta đi tắm massage trước đi. Ôi da, đúng là lớn tuổi thì máy móc cũng bị hư ha. Đó, anh chỉ so bóp có vài cái, lưng tôi đau muốn chết. Thiệt tình à. Bây giờ anh yên lòng rồi ha? Dĩ nhiên là yên lòng. Thấy thằng Phú có sự nghiệp riêng của mình, như vậy tôi có thể ăn nói với bà má của tôi. Với lại, bây giờ tôi làm ở Sòng Bạc, có thể coi chừng nó, nên cũng yên tâm một chút. Bây giờ anh có đứa em, thì không còn bạn bè gì nữa. Đừng có tính kỹ quá, em của tôi cũng là em của anh mà. Bây giờ anh có thêm đứa em rồi, đồ quý. Hả? Trời ơi, dễ chịu quá à. Nè Phú, bên này nè, đi đâu vậy? Qua đây đi. Được chưa? Qua đây đi. Nè, nhanh lên đi, cậu trai trẻ. Nè, qua đây á, đấm bóp giùm cho ảnh đi. Anh đấm bóp cho anh mệt lắm rồi. Hả? Anh nói gì vậy? Bộ anh không đủ tư cách sao? Trời chết đi. Còn trẻ, cái gì cũng có lần đầu hết. Nè, thực tập đi. Ê, đừng có chọc kẹo nó nữa. Cái tha cho nó chứ? Đi. Nó không biết. Cái gì không biết. Làm quen hả? Trời ơi, nó nữa mà. Thôi, lần này tha cho em. Ê, thôi. Ê, này, đi hỏi đi thoại. Đâu. Tôi đã nói rồi mà.